Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng một nhé. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhé, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này và mua 5 bên em sẽ tặng một nhé. Mua 5 tặng một. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy, thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy, thì các em bé hay bị hăm này, đấy, hăm nách, hăm háng đấy, thì các bác bôi vào cho em đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên theo là bạch biến, giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng, con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này, thì các bác bôi vào cho em, lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá, bạch biến này đó, bạch biến giá của nó sẽ là 60k một típ nhá, 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên, giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này, 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây. Đấy, bóc ra hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá, có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó, rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em, 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy, 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa,
giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào, long ben, nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào, long ben, nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào, long ben, nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu xay xe nhá. Dầu xay xe giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị xay xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị xay xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu xay xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu xay xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác xay xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu xay xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhém thế thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này.
thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng, sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh, màu đỏ, bên em gửi màu Ngẫu Nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này.
đồng hồ 5 năm. Đấy, 5 năm. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 5 năm như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKM này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 5 năm nhá. Đồng hồ 5 năm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 5 năm như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k, đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang con này. Đấy. Nhỏ gọn như này con này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy. Nó này nó sẽ là đồng dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc ra cho em, túi bóng chống xước các bác bóc ra cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90 cành thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng có đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đâu. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn.
Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Anh em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy. Đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá. 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa. Và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra, sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá. Máy hút chân không thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn uống, mình hút mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Tên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Tôi chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này các bác nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2.3 đến 2.5 cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây, cái tay sen này các bác. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy. Bát cầm tay của nó bằng inox hết này. Bát cầm tay inox hết. Đấy. Và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc thêm cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc thêm cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc thêm cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Và đây là cái bát của nó này. Bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá. Trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 5 châm. Đó. Sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây.
Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ở đây, cam xanh nhất lấy hết luôn, các gì liên quan nước đấy này. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhé, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó, con này thì các bác lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy, thì con này, con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ au hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen, bắp sen chậu rửa, bắp lắp cái bát sen. Lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là, lên mã giúp cho, cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là, lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh, giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cái củ nóng lạnh như này. Đấy, thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy, cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy, để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy, nôm na là một con là lắp được vòi sen, một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy, con của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đấy, chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá, vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200, vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 cho cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát, cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen, cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 330k cho mã vòi tay đen như này, xoay 360 độ này, có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó, có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này, dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa. Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen, con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá, 330.000 cho còn vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì các bác nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông, giá sẽ là 330.000 nhá. 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh, cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy, cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác, về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2. Một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá. Vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này. Một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này. Khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này. Sau đó mình bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000.
80.000 các bác nhá. Làm anh điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đó. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhá, nút like đăng ký kênh để lấy tương tác không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này. Một nồi liền này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này. Lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này. Cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, quay kiếp cực no, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó đây. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka, giá cực tốt luôn. Đây. Hàng thương hiệu Osaka này. Giá của nó sẽ là 390 à. Lên cho em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này. Osaka. Giá sẽ là 390.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho bác một cái nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1.000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men có màu xanh và màu trắng này, Clear Men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá. 90k. Đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bác nhá. Đấy, hàng made in Thái Lan các nhá. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bác nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 này. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này. Và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá.
dung tích là 1 lít luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao giá của nó sẽ là 60k thôi nhá, giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt 1 dây. Đấy, một đầu vòi xịt 1 dây và một giá đỡ. Đây, combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt thế này, một đầu vòi xịt này, một dây một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5. Có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây con này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan con này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá, vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá, lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k, đó, 420.000. Cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 mũi nhá. À, 6 mũi. Thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan. Thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá. Bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết. 12 chi tiết. Bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi. Chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho các bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá, khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ làm cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh giếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. À, đây nó sẽ là một bịch giấy ướt. Cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy? Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp này. À. Giấy lau bếp như này. Nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dám nào. Con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch như này. Lau khô đi lấy băng dính trắng dám nào. Lên cho em là giấy. Giấy lau cái gì đấy?
giấy lau dầu mỡ nhá, giá sẽ là 25.000 các bạn, 25k trong bịch là giấy lau dầu mỡ như này, 25.000. Đấy, thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây, các bác lau này. Đấy, về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này, đấy, lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn, rất là sạch các bạn này. Đó, thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu dày đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất đẹp nha, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu dời nhá. Cá sấu dời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho cái cá sấu dời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu dời như này các bạn này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu dời như này, ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu dời như này nhá. Cá sấu dời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho em là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt biếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt biếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000, đấy là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000, còn cá sấu dời này. Con này thì các bác lên cho em là cá sấu dời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu dời. Đó, thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá, dầu gội phủ bạc của Nhật. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì buôn lo. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em ạ, giúp cho em là xịt giảm đau giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính này dán cái này vào luôn. Đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chứ em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra này. Đấy. Nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay.
đấy các bác này, đấy các bác xoáy vào như này đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000, hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này, à khăn mặt này, khăn mặt như này, giá thì nó sẽ là bao nhiêu? 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy 50.000 cho 10 cái như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này, và có tay nối dài như này, lên trên là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng 3 lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng 3 lưỡi kép, cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm như cắt tóc chấn viêm đó. Combo cho các bác rất nhiều món như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi, giá siêu rẻ luôn, 95.000 các bác nhá, giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D này, giá sẽ là 95k cho tăng đơ 9D này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện, động vật này. Đấy, các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, rất tiện luôn nhá, vừa tiếng Việt, vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này. Có nút cho các bác mở chìa và có cho các bác là cả cái số điện tử như này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi. Các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này. Pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này. Xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm.
chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhé. Đó, đây, đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này chú em. Đó, đây, cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây, đóng vào này, sập vào này các bác này. Đấy, mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây, đây, đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá, 350.000 cái két sắt mini như này. Đó, các bác mở ra chưa? Mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhé, két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây chưa? Cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh niếu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước. Giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên chưa? Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây chưa? Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông, bình xanh nhá. Đấy, lên cho em là bình xanh. Đó, bình xanh như này. Thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa chức năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt, rồi nói chung là cà phê, rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi. Đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là, đây lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây, thì em cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này, đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicone mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Đấy, làm vườn, làm cây cối bonsai, dọn dẹp vệ sinh
làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi. Tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều. Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. Nhìn cho một vỉ 10 đôi tất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng thôi nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây. Đây của nó sẽ là tập là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống lên xuống tí thôi nhá. Đấy. Các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, còn các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên cho em là tựa lưng nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này. Có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy, cảnh báo, rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này. 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá. Giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này. Và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó, các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện. Bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ôm này, hãy dùng con này chứ em, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bạn. Đấy, rất là sắc luôn này các bạn này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng, giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái
cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá. Oh. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con cặp lồng như này. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này. Cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng. Giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện viết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó. 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có gioăng nhá, có nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá. 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm. Đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn. Dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này. Đây, cái đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá. Lên cho em là bút lông. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái. Và mua cả hộp thì sẽ là, cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút. Một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ. Một hộp là 10 chiếc. 2, 4, 6, 8, 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000, con này là 40k này, con này là 90k này. Đó.
Hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó. Nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan, mài dao ba khe nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gì nhá. Đấy. G49, hàng của thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái van xả một đầu nhá. Van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này. Có cả rong giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các kia tấm lập mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em. Lên cho em là keo dán tôn nhá. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá. Chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn. Keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này. Lên theo là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng này. Đấy, lên theo là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên theo là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok.
Hello các bác nha, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán tam đa phúc lộc thọ. Đó, bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đèn đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhé. Đây cái chỉ này, và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây mình sẽ đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây, đấy anh chị quan sát nha. Đây, đây đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy, đó em sẽ đặt vào như này, sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính này. Đây. Đây em cắt kính này. Đó. Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Cùng em đặt cái cắt luôn. Cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Đây. Đấy, rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, như lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sữa cơm nhựa nhá. Môi sữa cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sữa cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này chị em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mã giúp chị em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy.
lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình này các bạn. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2 cm rưỡi đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm bên giếc. Đấy, hoặc các bác đi đường giếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thổi bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đây? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá.
sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng LED nhá, bằng LED. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá, con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50.000. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này. Min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ các bác nhé. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này. Đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn. Cả cái vỏ to này. Cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này. 4-5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590.000 và bao ship tận nhà cho các bác nhé. 590.000. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 thì các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A, 24V là 4A. Còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na là như thế. Còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12, 24, 290.000 bao ship nhá. 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190.000. Đấy. Tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều, rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12, nguyên 12 này. Còn con 24, 12, 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn. Gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo biếc các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Phương ơi,
bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này chị em lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này chị em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy. Đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bác này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá, giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy. Hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, tính ra là 6, 4, 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này. Mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nướu với lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là tên mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá.
chiều dài khoảng 1 mét, có 3 đầu này, Samsung Type C đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Cái mã số tiền đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính Hàn nhá. Đấy, kính Hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính Hàn điện tử nhá, kính Hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ Hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đây nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy. Nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Lên mã giúp cho em đó là kính Hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo rất đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 140.000 trong con kính Hàn điện tử này thôi. Lên cho em là kính Hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển điều tiết đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn. 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Rất là dài luôn các bác này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ chơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn. Về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Thì các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây kia. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây,
một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây chị em. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là đèn trợ sáng này, có ốc bát các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bát vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồ như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15.000 cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây con nhá. Đó, đây. Đây, khi các bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thôi ạ. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80.000 một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70.000 cho một bịch táo khô như này nhá, 70.000 cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên thì em là táo khô, giá sẽ là 70.000 trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên thì em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này nhá, 80.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên thì em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55.000 cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt. Nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là
con 12V này thì sẽ là 190k nhé. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xun phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhé, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xun phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắp quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó rất là tiện nhé. Đấy, để sạc ắp quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá. 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn. Một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to, dày dặn chắc chắn cho bác luôn. Khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các nhá. To khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k anh thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá. Rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn. Rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này. Đấy, em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá. Rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn, và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai xách cái chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai xách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây, mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nha, ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá. Một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy, còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy, đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán nó rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn LED mini nhá. Đèn LED mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá, công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi, nó rất là tiện. Và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy, giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng, thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa, hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực
nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Đấy thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn LED mini nhá. Các bác lên cho em là đèn LED mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó. Đèn LED này, đèn LED mini nhá, đèn LED mini. Giá sẽ là 20k cho một con đèn LED mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn LED mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng LED dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W thế này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000, 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn LED mini nhá, đèn LED mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn không nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn. Cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây. Một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái số có hai mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây. Công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi. Dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn. Các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc như này thôi. Rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó, tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là 4m này của nó thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lưỡi cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhá. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này. Gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là dao gấp này. Giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa. Thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi, rất tiện ích nhá. Và cái giá thì
bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này, về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này, giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt như này là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49k anh nhá. Đấy, bên em đang bán 49 50.000 đây này. Số nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa ạ? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn ạ. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa ạ? Các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Đấy, mặc định là cứ tháo quạt ra là các bác đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhá. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhá. Các bác đấu vào cái chân mạch đi em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái cốc năng điện ạ. Thì mình bỏ được cái chân FV kép nhá. Các bác bỏ cho em cái chân FV kép đi ạ. Thì mình lấy tốt đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chưa ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm cốc năng điện thì liên hệ bên em. Bước tiếp theo thì mình đây. Ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhá. Nguồn điện vào thì chân nóng qua chân nguội đấy ạ. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn vào cái chân nó thấp vào chân nó cao này, này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Thì bác lấy cho em một dây. Nhiều quạt thì mình cắt ra thì nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em như này. Thì mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy được chưa? Đấy thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần này bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhé. Đấy, rất là ok, các bác mua hàng thì liên hệ bên em. Đó, đây có cái video đấu nối nhá, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây nó sẽ có chân 1 2 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy. Còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49 50.000 đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít. 2,5 lít các bác nhá. Lên thì em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130k, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này, ấm thủy tinh này là rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn. Thì rất là tiện nhá, nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi. Thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình tiện cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi. 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào áp quy cho em, dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có áp quy 12/24 đều dùng được cả nhá. 12/24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12/24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175.000 cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn, bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa ráy đi sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, thì con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một con phao nước như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây. Dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel thôi nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và Men Sexy này. Đấy, Men Sexy, Sexy Men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, Sexy Men, rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em xanh thanh lý được trong các hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các bác nhá. Đều là một lọ này là 20ml các bác này. 20ml các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhá, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này. Chanel là hai này. Đấy, giò là một, Chanel là hai. Giò là một, Chanel là hai. Sexy Men là ba. Đấy và đây. Cái này là Sexy Men này, Sexy Men này, giò này. Đấy. Rồi Dior, Chanel, Dior, Chanel. Đấy. Có 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Đấy, có 4 năm thương hiệu, có cả Boss nữa này, có cả Boss nữa. Đấy thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Boss này, đấy Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây, bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá. 20.000 cho một lọ như này. 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi. Giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ là 6 lọ nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 lọ này, đấy. Mua 5 thì sẽ là tặng 1, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Men là 2 này. Chanel là 3 này, đấy, Chanel là 3 này. Rồi đây, đấy. Giò là 4 này. Đấy, rồi bốt là 5 này. Đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá. 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết, giá của nó sẽ là 20.000 một lọ. Đấy, nước hoa chiết này, lên cho em là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20.000 trên một lọ như này.
và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng nó sẽ là cái thằng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này là tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, túi dép như này. Đấy, một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho bác là một ngăn to này, một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Cắt cái gì được chưa? Một ngăn to có khóa kéo này. Đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy, và nắp đậy đây. Đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn. Có dây đeo như này nhá. Dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị không sợ bị trượt nhá. Đấy, không sợ bị đau vai. Đó. Có hai màu. Cái số về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hai màu đen và màu nâu. Túi hàng của thương hiệu Zep này. Hai màu đen và màu nâu. Hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ. Đây, em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. À, chiều ngang của nó là 25 nhá và bán rộng thì vào khoảng là 57 cm. Đấy, 57 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi Zep nhá, túi Zep. Đấy, túi Zep thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này. Đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bạn. Giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này, và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó sẽ có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều, chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy. Nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, cái này là cái gì, tên nó là cái gì? Hả? Lên mã giúp cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá, lên mã giúp cho em đó là khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc này. Giá sẽ là 40k trong một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc, giá sẽ là 40k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3 gam nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy, đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này với em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này, đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá. 240.000 trong hộp này và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc, Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea này.
hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đây, Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riếc đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm giá sẽ là 240.000, 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy. Bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này. Đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quay sách riếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên tiên là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên tiên là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa kẽ chân tay, hắc lào long ben nấm ngứa kẽ chân tay các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi, 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em hắc lào long ben giá sẽ là 20k cho một tiếp như này, 20.000 cho một tiếp như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này giá sẽ là 140.000, 140.000 cho cái bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá, độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy nha. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện để mình chế biến đồ ăn đồ uống, không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá, chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho rất là tiện luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn, 5 chiếc có vung đậy như này, các bác có thể đều chồng với nhau đấy, hoặc là để vào nhau luôn, gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này, đấy giá thì sẽ là 140.000 nhá, bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 14 viên, mỗi bên là 7 viên, 1 2 3 4 5 6, mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được, và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá, rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá, 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãy lưng nhá. Gãy lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Đấy, hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãy của nó bằng sừng nhá. Đầu gãy của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, ở đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãy lưng nhá. Gãy lưng giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em. Đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển nội thất cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác.
cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa, và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn, và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bác này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội. Hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quay đeo như này. Đấy các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa chức năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành cho một con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá. 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy. Hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy. Da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy. Da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này. Đây, phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn. Các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá. Đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này. 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha
pha của nó rất là giỏi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quay đeo, quay điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quay đeo, quay điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó. Và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000, có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá, đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng, nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này. Đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt mũi đứng nhá, vợt mũi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ là một con vợt mũi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm ở đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ này, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt mũi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Vợt mũi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá. Một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm. Giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm. Thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhá.